Tài sinh năm 82 đi khám bệnh mà tiền thuốc lại cần 3 vạn đồng. Liên quan tập trước, Đường Kiến Thành ngồi trên xe của Trương Giao đến thành phố huyện. Xuống xe, Trương Giao nói anh Đường, anh đã nói rằng anh chuẩn bị đưa con gái của mình đến một bác sĩ dân gian nào đó để khám bệnh. Bác sĩ Lưu nói với tôi rằng họ ông ta là Trương, ở khu phố cổ đó, ở khu phố cổ mà lại họ Trương. Tôi biết là ai rồi, không có gì bất ngờ. Bác sĩ Trương mà anh đang tìm chắc là Tam Gia Gia của tôi. Tam Gia Gia của cô cũng là một bác sĩ cổ truyền ư? Tam Gia Gia của tôi rất giỏi đấy. Vết thương trên người đại muội chắc chắn sẽ chữa khỏi, mà còn không để lại sẹo. Nhưng thuốc ông rất đắt, người bình thường không đủ khả năng mua. Đi thăm trước đi, nếu thuốc thật sự đắt, tôi sẽ nghĩ ra cách khác. Cần tôi giúp một câu không? Đường Kiến Thành nhìn Trương Giao một cái, không hiểu ý của câu nói này là gì. Cô ấy muốn gì đây? Coi thường tôi à? Hay muốn tôi cầu xin? Làm bạn, nói giúp một câu chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có lẽ trong lòng cô ấy không coi tôi là bạn chăng? Nhưng lại đưa xe đến để đưa tôi và con gái đến huyện thị, có một vài ý nghĩa. Trương Giao nhận ra Đường Kiến Thành đột nhiên im lặng và khuôn mặt trở nên không ổn định. Cô cười nói đừng hiểu lầm, lỗi của tôi vì không nói rõ. Tam Gia Gia của tôi có chút kỳ quặc, dù là gia đình, người thân hoặc bạn bè hay người lạ đều đối xử bình đẳng. Nhưng nếu là gia đình, người thân và bạn bè nhất định phải nhờ ông ấy, thì sẽ phải đồng ý một điều kiện của ông ấy. Nên tôi mới hỏi anh, có cần tôi giúp anh nói không? Một khi tôi đã nói, thì phải đồng ý với một điều kiện của Tam Gia Gia. Còn điều kiện là gì? Ngoại trừ Tam Gia Gia thì không ai biết. Thì ra là vậy à, thì tạm thời chưa giúp nói chuyện. Có thể thuốc không đắt lắm. Trương Giao nhìn về phía các bé gái, trong lòng cô đang tính toán, lần này sẽ giúp Đường Kiến Thành nói chuyện như thế nào. Cô rõ, thuốc của Tam Gia Gia nhất định đắt, và Đường Kiến Thành có 5 đứa con gái bị thương. Tất cả cộng lại chắc chắn sẽ vượt ngoài tưởng tượng. Đi thôi anh, ở phố cổ không thể đi xe, chỉ có thể đi bộ qua. Khi đến nơi, Trương Giao nói với Đường Kiến Thành, mọi người đợi bên ngoài một lát nhé, tôi sẽ vào nói chuyện với Tam Gia Gia. Trương Giao nghĩ rằng, mặc dù Đường Kiến Thành có chút khả năng, nhưng cuối cùng vẫn là người nông thôn, dù có tiền cũng hạn chế. Quan trọng nhất là, cô ấy thực sự thích các cô con gái của Đường Kiến Thành, nên quyết định giúp Đường Kiến Thành một chút. Không lâu sau, Trương Giao ra ngoài, cười nói với Đường Kiến Thành, mang các cháu gái vào khám bệnh đi, tôi về nhà một chút. Vào lúc 2-3 giờ chiều tôi sẽ đến đón các anh. Được rồi, cảm ơn. Dì Trương, dì muốn đi đâu? Tôi muốn về nhà thăm bố mẹ. Cháu có thể đi cùng không? Nếu cháu muốn thì tất nhiên. Ba, con có thể đi cùng dì Trương đi chơi được không? Không được, dì Trương muốn về nhà ở bên cạnh bố mẹ. Con đừng đi làm phiền. Con không làm phiền đâu, con ngoan lắm. Hãy để nó đi cùng tôi đi. Vừa hay là tôi cũng cảm thấy chán khi về nhà, có con bé ở cùng có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Chỉ sợ con bé gây rắc rối cho cô. Không đâu, nó rất ngoan. Đúng vậy, con không gây rắc rối đâu. Được rồi, thì con đi theo dì Trương đi. Nhớ nghe lời, không được nghịch ngợm, không được cứng đầu. Con biết rồi. Ba con cũng muốn đi. Ba con nữa. Được rồi, các con phải ở lại đây. Ngũ muội, con trông các em. Tại sao Tiểu Thất lại đi được? Vì con bé nói trước, còn các con chỉ là theo sau. Không lâu sau, Trương Giao đã đi cùng Tiểu Thất, còn Đường Kiến Thành thì dẫn các con gái vào phòng khám. Chưa cho Đường Kiến Thành nói gì, bác sĩ Trương đã hỏi nhẹ nhàng, anh là Đường Kiến Thành, người tài trí của Tam Trung đúng không? Bác sĩ Trương chào bác sĩ, tôi là Đường Kiến Thành, nhưng tôi không phải là người tài trí, chỉ là một người nông dân bình thường. Đây là mấy đứa con gái của tôi. Đường Kiến Thành ngay lập tức bắt đầu giới thiệu quá trình các con gái bị thương. Bác sĩ Trương chớp mắt một cái, nếu là người khác, chắc chắn sẽ nịnh bợ trước mặt mình. Nói rất nhiều về mối liên hệ với Trương Giao, nhưng Đường Kiến Thành lại không nói một lời nào. Liệu anh ta có biết về danh tính thực sự của Trương Giao không? Nhưng Tiểu Giao nói rằng con bé đã chờ họ đến. Vậy Đường Kiến Thành chắc chắn biết Tiểu Giao không phải người bình thường. Vậy tại sao anh ta không thể hiện sự khéo léo và nịnh nọt như người khác? Trương Vạn Hòa cảm thấy hơi không an tâm, lập tức gián đoạn lời nói của Đường Kiến Thành. Anh và Tiểu Giao quen nhau nhiều không? Cô ấy làm việc ở huyện Tam Trung thế nào? Tôi không quen với đồng chí Trương nhiều lắm. Chỉ là lần trước làng chúng tôi gặp báo tuyết, cô ấy đến làng chúng tôi cứu trợ, chúng tôi mới quen biết. Vậy tại sao cô ấy lại đặc biệt lái xe chở các anh đến, và thậm chí không để ý đến các yêu cầu khắt khe của tôi, và vẫn muốn giúp đỡ anh? Anh nghĩ mình mới quen biết thì có thể có đặc quyền đấy sao? Trương Vạn Hòa nói lạnh lùng hơn. Đường Kiến Thành hiểu rồi, chắc chắn ông già này nghĩ rằng mình và Tiểu Giao có một mối quan hệ không thể nói ra. Trương Giao mới làm việc như vậy để giúp mình. Đường Kiến Thành mỉm cười nhẹ, trả lời lại bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương, ông nghĩ chúng tôi phải quen nhau bao lâu, cô ấy mới giúp đỡ tôi như vậy? Trương Vạn Hòa ngơ ngác, ông ta không thể nào tưởng tượng được. Đường Kiến Thành lại trả lời như vậy, dường như hoàn toàn không sợ làm mất lòng ông ấy. Bác sĩ Trương, đồng chí Trương rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi rất biết ơn, cô ấy là người tốt lòng. Nhưng nếu vì cô ấy đã giúp tôi, mà ông không muốn chữa trị cho con của tôi, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã lãng phí công sức. Ồ, anh này, tôi khi nào nói tôi sẽ không chữa trị cho con của anh? Những vết thương này chỉ ở ngoài da, chữa trị chúng không khó. Khó khăn là sau khi chữa lành không để lại vết sẹo. Đó là điều tôi quan tâm, đặc biệt là với các cô gái. Nếu để lại vết sẹo sẽ không tốt.
Không vấn đề, tôi đã phát triển một loại thuốc có thể loại bỏ vết sẹo. Ngoài ra, chúng bị cắn bởi các loài động vật hoang dã. Vẫn cần uống một chút thuốc để loại trừ độc tố. Đây là toa thuốc. Hãy đến lấy thuốc. Bác sĩ Trương, thuốc này khoảng bao nhiêu tiền? Anh chắc chắn rằng anh mới quen với Trương Giao, đúng không? Vâng, mới quen. Đi lấy thuốc đi. Ban đầu cần 3 vạn đồng. Giờ thì miễn phí. Đường Kiến Thành hoàn toàn bất ngờ và nhận ra 3 vạn đồng, nếu không nhờ Trương Giao thì quá đắt đỏ. Không ngạc nhiên khi Trương Giao cứ nhắc lại với tôi rằng thuốc của Tam Gia Gia cô ấy không phải ai cũng có thể chi trả được. Vậy mà bác sĩ Trương đã đồng ý điều gì mà ông ấy có thể miễn phí luôn 3 vạn đồng tiền thuốc? Bác sĩ Trương, tôi xin lỗi, nhưng đồng chí Trương cô ấy, hãy đi lấy thuốc. Chuyện của Tiểu Giao không liên quan đến anh. Cô gái nhỏ đừng chạm vào vật dụng của tôi. Chị hai giật mình, liền lui lại vài bước. Đường Kiến Thành cũng hơi tức giận. Chị hai lúc nào cũng ngoan, hôm nay sao lại bừa bãi chạm vào đồ người khác? Điều này không đúng đắn chút nào. Anh ta ngay lập tức dậy. Chị hai, tại sao lại bừa bãi chạm vào đồ của bác sĩ Trương? Không có sự cho phép mà bừa bãi chạm vào đồ của người khác. Điều này là không lễ phép. Hãy xin lỗi bác sĩ Trương ngay. Ba, con không phải bừa bãi. Con chỉ nhìn thấy thảo dược đan xen với nhau thôi. Con muốn phân chia chúng. Ồ, điều này thú vị. Nghe thấy điều này, đôi mắt của Trương Vạn Hoa thực sự sáng lên. Cô bé, cháu có biết những loại thảo dược đó không? Cháu không biết. Thế thì cháu làm sao để phân chia chúng? Những loại thảo dược đó đều bị trộn lẫn và lộn xộn. Và nhiều loại trong số đó trông rất giống nhau về hình dạng. Cháu làm sao để phân biệt chúng? Chị hai rụt rè nhìn vào Đường Kiến Thành. Đường Kiến Thành khuyến khích. Đừng sợ khi bác sĩ Trương hỏi, chỉ cần trả lời một cách chân thành. Không sao nếu con trả lời sai, bác sĩ Trương sẽ không trách móc. Một đứa trẻ 11 tuổi. Cháu không biết những loại thuốc đó, nhưng cái mũi của cháu rất nhạy bén, ngoài hình thức. Cháu có thể phân biệt bằng mùi hương. Nếu cháu vẫn không thể phân biệt, cháu cũng có thể phân biệt bằng vị. Khả năng vị giác của cháu cũng rất nhạy. Nghe xong, đôi mắt của bác sĩ Trương sáng lên. Ông ấy đưa tay xuống dưới bàn khám, lấy ra 3 loại thuốc rất giống nhau, trộn chúng lại và đặt trên bàn. Đến đây cô bé, đến và thử xem. Hãy phân biệt các loại thuốc này ra. Chị hai đến đó, làm theo bác sĩ. Con có thể làm được. Đường Kiến Thành cũng không biết liệu con có thể hay không. Chỉ là sự khích lệ từ con gái. Các chị em cũng không biết. Khả năng của chị hai, chỉ có chị lớn mới hiểu rõ nhất. Trong căn phòng nhỏ mà họ ngủ hàng ngày, được làm sạch gọn gàng như vậy, đều nhờ vào công lao của chị hai. Trở lại năm 82, đứa con gái của mình thật sự có một khả năng đặc biệt. Liền sau tập trước, câu chuyện đang kể về bác sĩ yêu cầu chị hai phân biệt các loại dược liệu, nhờ sự khích lệ từ Đường Kiến Thành, chị hai đã tự tin hơn nhiều. Cô bé tiến đến bàn khám, nhìn vào những loại dược liệu đã được phơi khô, rất khó phân biệt từ bên ngoài, nhưng cô bé không hề hoảng sợ, chỉ thấy chị hai đến gần và ngửi một chút, rồi cô ấy nhanh chóng phân chia thành 3 phần. Bác sĩ, cháu đã phân loại xong. Ánh mắt của Trung Vạn Hoa đã sáng lên như mặt trời từ lâu. Ông ấy rất ngạc nhiên nhìn chị hai. Không ngờ tôi ở tuổi như thế này lại gặp một thiên tài. Mặc dù chỉ có 3 loại dược liệu thử nghiệm, nhưng để phân loại chúng một cách nhanh chóng và chính xác, hoàn toàn không thể sau 3-4 năm tiếp xúc. Chắc chắn cô bé này phải ở bên cạnh tôi. Hoàn toàn chính xác. Làm tốt lắm. Cháu muốn học y cùng tôi không? Chị hai bất ngờ đứng im, Đường Kiến Thành cũng bất ngờ dừng lại. Ngay lập tức, anh ấy rất vui mừng. Chị hai, bác sĩ có tay y thuật rất cao. Ông ấy muốn nhận con làm đồ đệ. Nếu con cũng muốn học y thuật để làm bác sĩ, con có thể theo ông ấy. Ba ơi, con không biết chữ. Cái gì, 11 tuổi mà. Vẫn chưa đọc sách à? Bác sĩ Trương nhìn về phía Đường Kiến Thành, làm Đường Kiến Thành đỏ mặt. Anh nói, vì trước nhà nghèo, mấy đứa trẻ đều bị chậm học. Tôi đang dự định sau Tết gửi chúng đến trường học. Tiểu tử này không phải là người giỏi ở Tam Trung hả? Tôi không phải là người giỏi đâu, chỉ là gần đây may mắn một chút, bắt được một số con thú thôi. Vậy thì như này, chuyện học y có thể lùi lại chút. Dù sao cháu cũng còn nhỏ. Cháu hãy giúp tôi chút đi, phân loại hết những bao thuốc đang chất bên góc đấy được không? Chị hai và Đường Kiến Thành cùng nhìn về phía góc mà Trương Vạn Hoa chỉ. Ở đó chất 2 bao lớn, có khoảng 100 cân. Được à, bác sĩ Trương này, chúng tôi có thể mang về rồi chia lại được không? Được, nhưng tối đa một tuần sau phải gửi lại, sau đó lấy thuốc mới để phân lại. Vì tôi cần nghiên cứu các công thức thuốc hàng ngày, cần một lượng lớn thuốc để thử nghiệm và phân tích. Được, tôi sẽ đảm bảo gửi thuốc và chị hai đến đúng hẹn mỗi tuần. Cô bé ấy không có tên riêng à? Sao gọi là chị hai? Ban đầu tôi định chờ chúng học sách vở rồi mới đặt tên cho chúng, nhưng từ khi bác sĩ Trương hỏi thì tôi sẽ đặt tên cho chị hai trước. Chị hai, từ giờ gọi là Đường Thư Giao. Thư là sách, Giao của cô Trương Giao. Con có thích không? Đường Thư Giao nghe hay quá. Ba, con thích cái tên này lắm. Ba, con cũng muốn có tên. Con cũng muốn. Có cái gì tốt lành, Tiểu Lục chắc chắn sẽ theo. Tiếp theo là Tiểu Bát. Tiểu Bát mặc dù không hiểu lắm, nhưng chỉ cần Lục nói thì chắc chắn sẽ lên tiếng. Dù là gì, lên tiếng trước đã. Các cô con gái khác mặc dù không nói, nhưng trong ánh mắt đều rất mong chờ.
Được, thôi thì bà sẽ đặt tên cho các con luôn. Chị lớn có tính cách trầm tĩnh dịu dàng hơn. Thì bà sẽ đặt tên cho chị là Đường Thư Uyển thế nào? Đường Thư Uyển, vâng, nghe hay quá. Chị ba thường suy nghĩ nhiều, rất thông minh, nên gọi là Đường Thư Huệ. Dạ, con thích. Chị tư tinh tế, khéo léo, nữ công dịu dàng, thì gọi là Đường Thư Quyên. Chị năm, điềm tĩnh, có chút vị anh hùng, thì gọi là Đường Thư Anh. Tiểu lục thích sự sôi động, thích cuộc sống có chút dao động, thì gọi là Đường Thư Lan. Tiểu thất thích vận động, thích náo nhiệt, cũng thích khoe khoang. Ba hy vọng con bé có thể điềm tĩnh hơn một chút, ổn định hơn một chút, nên gọi con bé là Đường Thư Tĩnh. Tiểu bát từ nhỏ đã biết khiêm tốn, tính cách cao quý, nên gọi cô ấy là Đường Thư Khiết. Tiểu cửu mới sinh ra không lâu, như một bông sen trắng vừa nở, đặt tên là Đường Thư Liên. Các con cảm thấy thế nào? Các cô con gái nhìn nhau một cái, rồi cùng một lúc đồng thanh nói rằng, dạ nghe rất hay. Trương Vạn Hoa vài lần nhìn Đường Kiến Thành, người này trông như một tên nông dân, nhưng không ngờ tên mà anh đặt cũng rất hay. Vậy đi, Thư Giao, cháu ở lại giúp tôi phân loại dược liệu. Đường Kiến Thành, anh đi lấy thuốc. Còn lại mọi người ra ngoài đợi đi. Tôi đã xem xong bệnh nhân hôm nay rồi, bắt đầu nghiên cứu công thức thuốc của tôi. Trương Vạn Hoa cảm thấy vui vẻ. Chị hai ngờ ngác một chút trước khi nhận ra bác sĩ Trương gọi cô ấy. Chị hai bây giờ là người có tên hay rồi. Con hãy tin vào bản thân mình, con chắc chắn làm được. Em hãy chắc chắn làm được. Chị hai em tin chị. Phân loại thuốc không khó, chỉ cần nhiều quan sát, học hỏi và suy nghĩ. Đường Kiến Thành đi lấy thuốc cùng các con. Trong khi đó, Tiểu Thất theo cùng với Trương Giao đến nhà Trương Giao. Ba, mẹ, con đã về. Tiểu Thất đây là mẹ gì? Đây là bố gì? Trương Giao chỉ về bố mẹ mình cho Tiểu Thất biết. Khi thấy Trương Giao đưa về một cô bé 4-5 tuổi, cả hai đều kinh ngạc một chút. Em bé này của ai vậy? Cháu chào bà, cháu tên là Tiểu Thất. Tiểu Thất nói một cách nhiệt tình, bỗng nhiên nhíu mày. Ồ không, cháu không nên gọi là bà. Nghe điều này, ba người lớn đều nhìn cô bé một cách lạ lùng. Tiểu Thất nghiêng đầu và nói, bà là mẹ của dì Trương, phải không? Và dì Trương là người con gái. Vì vậy, cháu nên gọi bà là bà ngoại. Nếu là mẹ của chú, thì cháu nên gọi là bà nội. Vậy ông là ông ngoại. Chào ông ngoại. Ba của Trương Giao, Trương Chính Phong, đang ngồi trước bàn viết viết chữ. Đó là sở thích lớn nhất của ông. Khi nghe Tiểu Thất gọi, ông đáp ngay, xin chào, cháu nhỏ. Tiểu Thất chạy đến bàn, nhìn chữ của Trương Chính Phong và hỏi, ông ngoại, ông đang vẽ tranh phải không? Ông đang viết chữ. Ông ngoại viết chữ rất đẹp, giống như vẽ tranh vậy. Nếu lời này từ miệng người lớn, Trương Chính Phong nhất định sẽ tức giận vì bị cho là không biết viết. Nhưng lúc này, lời này lại từ miệng của cô bé 5 tuổi. Ngay cả Trương Chính Phong, người ít cười, cũng không kìm nén được một nụ cười. Cháu biết đọc chữ không? Cháu không, nhưng cháu thường nghe radio. Trong đó thường nói về việc một người trông giống như trong tranh vẽ, đẹp như một bức tranh, đẹp như tranh vẽ và những điều tương tự. Vì vậy, cháu biết tranh là một điều rất đẹp và hấp dẫn. Trương Chính Phong ngạc nhiên, một cô bé nhỏ như vậy có thể hiểu được những gì đang nói trên radio đã là một điều tốt rồi, nhưng còn nhớ được và hiện giờ còn có thể áp dụng linh hoạt như vậy. Liệu cô bé có phải là thiên tài bé nhỏ không nhỉ? Cháu tên gì? Ba mẹ của cháu là ai? Cháu tên là Tiểu Thất. Ba cháu là Đường Kiến Thành. Mẹ cháu là Lưu Phương Phương. Cháu có 6 chị gái và 2 em gái ở làng chúng cháu. Họ đều coi thường gia đình cháu, chỉ trách ba mẹ cháu không sinh được con trai, chỉ có con gái là vì trời. Vì vậy, các chàng trai trong làng thường hay bắt nạt chị gái và em gái của cháu, nhưng họ không dám làm phiền cháu. Trương Chính Phong, Đỗ Văn và Trương Giao đều bị kích thích bởi sự tò mò. Họ đều hiểu rõ, trong thời đại này, đừng nói ở nông thôn, ngay cả ở thành phố, cũng có tư tưởng rất mạnh về việc ưu ái con trai hơn con gái. Tại sao vậy? Bởi vì họ không thể bắt nạt cháu được, chỉ có thể bị cháu bắt nạt. Một lần có một tên cẩu can trong làng muốn bắt nạt cháu. Cháu ngay lập tức kéo quần nó xuống và đánh vào mông nó trước mặt mọi người. Nó khóc và chạy mất. Cẩu can là ai vậy? Ở làng chúng cháu có 3 tên cẩu can. Cẩu can lớn, cẩu can 2, cẩu can 3. Người bắt nạt cháu là cẩu can lớn. Cậu ta bị cháu đánh, về nhà tìm ba mẹ. Thật là xấu hổ. Khi nghe lời này, Đô Vân, Trương Chính Phong và Trương Giao đều bất ngờ. Một cô gái như cháu, sao lại kéo quần của một cậu bé trước mặt mọi người? Có gì sai sao? Nếu họ không nghe lời, cháu sẽ đánh mông họ. Tiểu Thất nói, làm họ sắc hơn. Đây là một nữ quái có phải không?